Thưa quý vị và các bạn, xác định việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh là việc làm thường xuyên nhằm tạo sự chuyển biến trong nhận thức của cán bộ hội viên phụ nữ. Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Hà Quảng đã chủ động xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, gắn việc thực hiện chỉ thị 05 CTTU với các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Trung ương và địa phương phát động. Để việc làm theo Bác đạt hiệu quả, các cấp hội đã triển khai thực hiện chỉ thị 05 gắn với thực hiện các phong trào cuộc vận động cụ thể, như phong trào thi đua phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, các cuộc vận động xây dựng gia đình 50 ba sạch, rèn luyện phẩm chất đạo đức tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang, toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và các phong trào thi đua khác. Điểm nổi bật trong học tập và làm theo Bác mà Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Hà Quảng thực hiện trong những năm qua là đã triển khai thực hiện có hiệu quả đề án tuyên truyền vận động phụ nữ Cao Bằng thực hiện chuyển đổi hành vi sản xuất kinh doanh tiêu dùng thực phẩm an toàn giai đoạn năm 2017-2021. Các cấp hội chú trọng gắn việc thực hiện với các cuộc vận động khác của hội, giao chỉ tiêu cụ thể cho các cơ sở hội tuyên truyền thực hiện cam kết xây dựng nhân rộng mô hình. Đến nay, các cấp hội trong toàn huyện đã thành lập được 28 mô hình với 595 hội viên phụ nữ tham gia, như mô hình nhà hàng thực hiện an toàn thực phẩm tại thị trấn Xuân Hòa, thị trấn Thông Nông, mô hình rau sạch, mô hình nuôi lợn sạch. Bên cạnh đó, thực hiện công tác an sinh xã hội giai đoạn năm 2017-2021, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Hà Quảng phối hợp với các đơn vị tổ chức trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó và tặng áo ấm cho học sinh, quà Tết cho hội viên phụ nữ nghèo, hỗ trợ tủ sách, máy tính và các thiết bị khác với tổng trị giá trên 248 triệu đồng, tổ chức các hoạt động trao tặng quà, khám và cấp phát thuốc miễn phí cho hội viên phụ nữ, gia đình chính sách và nhân dân xã Cần Nông. Phối hợp với 4 đồn biên phòng trên địa bàn, tổ chức ủng hộ quyên góp được trên 88 triệu đồng, trao học bổng cho 176 em học sinh, mỗi suất 500.000 đồng, 20 bàn học cho học sinh nghèo vượt khó tại xã Kéo Yên, Nội Thôn, Sóc Hà, Vân An, Tổng Cọt, Cần Yên. Để tạo điều kiện thuận lợi cho chị em về nguồn vốn, các cấp hội đã kết hợp chặt chẽ với Ngân hàng Chính sách Xã hội cho 3.140 hội viên vay hơn 158 tỷ đồng để phát triển kinh tế. Từ nguồn vốn này, nhiều chị em thoát nghèo, có chị em vươn lên trở thành hộ giàu. Bên cạnh đó, các chi hội phụ nữ trong huyện đã vận động hội viên thực hành tiết kiệm, tạo nguồn vốn hỗ trợ những phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn phát triển sản xuất, giúp vốn không lãi được trên 2 tỷ đồng, giúp hơn 26.000 ngày công lao động, giúp nhau sống lợn gà vịt con được gần 2.000 con, hơn 14.540 kg lương thực. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện hỗ trợ xây dựng được 5 nhà máy ấm tình thương trị giá 100 triệu đồng cho hội viên phụ nữ nghèo tại xã Đào Ngạn, Mạ Ba, Hồng Sĩ, Tổng Cọt, giúp các hộ hội viên nghèo ổn định cuộc sống, có điều kiện vươn lên thoát nghèo. Chị Hứa Thị Loan, xóm Yên Luật, thị trấn Xuân Hòa là tấm gương điển hình về tinh thần cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất, vươn lên làm giàu chính đáng, thường xuyên tạo việc làm cho 10 lao động tại địa phương có thu nhập ổn định. Tổng thu nhập hàng năm được hơn 400 triệu đồng. Mô hình của chị đã được chính quyền địa phương ghi nhận và đánh giá cao là một trong những mô hình tiêu biểu về thực hiện an toàn thực phẩm được nhiều đơn vị đến tham quan và học tập. Đây là một trong nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo của Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Xuân Hòa. Không chỉ tích cực trong các hoạt động xã hội từ thiện, phụ nữ thị trấn Xuân Hòa còn mạnh dạn sáng tạo trong phát triển kinh tế. Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Xuân Hòa nhận thức sâu sắc ý nghĩa tầm quan trọng của việc học tập và làm theo Bác trong công tác xây dựng phát triển tổ chức hội và phong trào phụ nữ giai đoạn hiện nay là nhiệm vụ chính trị quan trọng gắn với thực hiện nghị quyết Đại hội Phụ nữ thị trấn Xuân Hòa lần thứ tư nhiệm kỳ 2021-2026. Qua, hội đã triển khai tổ chức cho cán bộ hội viên học tập các chuyên đề cụ thể của từng năm gắn với phong trào thi đua, cuộc vận động và ba nhiệm vụ trọng tâm của hội, đặc biệt đã chú trọng vận động hội viên phụ nữ học tập rèn luyện 4 phẩm chất đạo đức tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang bằng nhiều hình thức phong phú phù hợp với từng đối tượng, trình độ của chị em, góp phần làm chuyển biến nâng cao nhận thức, trình độ mọi mặt của cán bộ hội viên phụ nữ đã thực sự đi vào cuộc sống, chị em đã có ý thức hơn trong học tập, tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao
đạo đức cách mạng, phát huy tính năng động, sáng tạo trong lao động sản xuất, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu kinh tế xã hội của địa phương. Bên cạnh đó, để việc học tập và làm theo Bác đem lại hiệu quả thiết thực, các chi hội phụ nữ đã gắn việc thực hiện chỉ thị 05 với việc xây dựng nhân rộng các mô hình cụ thể thiết thực, như mô hình thu gom rác thải, phế liệu của chi hội phụ nữ xóm Hòa Mục, mô hình trồng rau sạch tại 150 chi hội phụ nữ, mô hình nuôi lợn nhựa tiết kiệm tại 16 chi hội và trong Ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, mô hình tiết kiệm chất đốt tại 5 chi hội vùng cao, mô hình thu gom phân chuồng tại xã Trường Hà, mô hình chi hội phụ nữ tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại thị trấn Xuân Hòa, Ngọc Đào, Thượng Thôn, Sóc Hà, Trường Hà. Từ nhận thức đến hành động, hội viên chi hội thường nhắc nhau tự giác nâng cao ý thức, trách nhiệm để thực hiện tốt các mô hình, tự giác quét dọn nhà cửa sạch sẽ, không chỉ làm sạch nhà mình, các chị em còn tham gia dọn vệ sinh các tuyến đường làng ngõ xóm. Trong 5 năm, toàn huyện đã di rời được 1.390 hộ, trong đó có 1.372 hộ có hội viên phụ nữ. Phối hợp với đoàn thanh niên, thực hiện cắm biển cho 57 tuyến đường tự quản giữa phụ nữ và thanh niên. Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã tích cực phối hợp với các cấp ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền hỗ trợ hội viên tham gia phòng chống dịch bệnh COVID-19. Các cấp hội trên địa bàn huyện đã tuyên truyền vận động cán bộ hội viên ủng hộ tiền, nhu yếu phẩm, hỗ trợ thăm, tặng quà các tổ công tác đồn biên phòng, trạm chốt kiểm dịch, khu cách ly, các em học sinh, hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn và ủng hộ hỗ trợ đồng bào miền Nam bị ảnh hưởng dịch COVID-19 với tổng trị giá tiền hơn 72 triệu đồng. Vận động nhắn tin ủng hộ được 147 tin nhắn, giúp trên 100 công lao động hỗ trợ các gia đình hội viên phụ nữ neo người cách ly F0. Thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, trong những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Hà Quảng cũng đã xây dựng kế hoạch và hướng dẫn các cơ sở hội thực hiện học tập và làm theo Bác. Qua quá trình thực hiện đã xuất hiện nhiều gương điển hình, nhiều mô hình tiêu biểu về các lĩnh vực như phát triển kinh tế, văn hóa xã hội. Trong đó điển hình là các mô hình dẫn đầu về thực hiện phong trào thi đua làm kinh tế giỏi của hội viên phụ nữ, như là các mô hình phát triển nuôi lợn đen, rồi là nuôi bò cái sinh sản. Ngoài các hoạt động phát triển về kinh tế thì các phong trào thi đua khác như là phong trào thi đua xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, bình đẳng, hạnh phúc cũng đã xuất hiện và hình thành nhiều câu lạc bộ, mô hình tiêu biểu như là mô hình câu lạc bộ phụ nữ nuôi con khỏe, dạy con ngoan, câu lạc bộ bình đẳng giới, các phong trào thi đua làm theo gương Bác thì không chỉ lan tỏa đến các địa phương ở tại cấp xã, thị trấn mà còn lan tỏa đến từng hội viên phụ nữ, từng chi hội ở các xóm. Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Hà Quảng tiếp tục xây dựng kế hoạch hướng dẫn chỉ đạo các cơ sở hội tiếp tục đăng ký và xây dựng cái chương trình hành động để thực hiện một việc làm theo gương Bác cho các hội viên điển hình là các đồng chí là cán bộ hội, đảng viên phải nêu gương đi đầu để cam kết thực hiện một việc làm theo gương Bác và tiếp tục chỉ đạo các cơ sở hội thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua chuyên đề của địa phương, của công tác hội và tiếp tục nhân rộng, xây dựng các mô hình tiêu biểu về phát triển kinh tế, văn hóa xã hội trên địa bàn huyện để học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh một cách có hiệu quả. Qua triển khai thực hiện chỉ thị 05 CTTU của Bộ Chính trị, Hội Phụ nữ huyện Hà Quảng đã giới thiệu nêu gương 97 tập thể và cá nhân tiêu biểu, khen thưởng 5 tập thể và 15 cá nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực. Với các hoạt động thiết thực, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Hà Quảng được cấp ủy chính quyền địa phương và hội cấp trên ghi nhận đánh giá cao. Đặc biệt, năm 2018,
Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Hà Quảng vinh dự được Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Cao Bằng khen thưởng là tập thể có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và phong trào phụ nữ chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn năm 2016-2018. Chuyên mục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh tuần này đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chuyên mục sau.